Đoạn camera an ninh tại cửa hàng điện thoại đã ghi lại toàn bộ sự việc diễn ra tại đây. Lúc này cửa hàng có 3 thanh niên đứng mua và sửa chữa điện thoại. Một thanh niên áo xanh đã móc bóp tiền ra thanh toán tiền sửa máy. Cầm điện thoại trên tay xem xét xong, anh thanh niên áo xanh và người bạn bên cạnh bình thản đi ra về mà quên rằng chiếc bóp còn chưa lấy. Thế vậy, thanh niên áo trắng đã quan sát rồi tiếp cận lấy luôn chiếc bóp, còn mở ra xem trước mặt nhân viên cửa hàng điện thoại. Hành động này của nam thanh niên khiến nhiều người bức xúc vì lòng tham đáng trách, được biết trong bóp có ít trăm tiền mặt với giấy tờ xe. Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 17h15 phút chiều ngày 21 tháng 11 tại một cửa hàng hoa quả trên đường Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Chủ cửa hàng cho biết nữ quái kia vào cửa hàng đặt một giỏ hoa quả giá 1 triệu đồng. Ban đầu chị ta chọn đồ như một khách VIP, món gì chị cũng lấy, còn liên tục khen không gian cửa hàng đẹp, nhân viên xinh. Trong lúc nhân viên cửa hàng bận rộn bày biện giỏ hoa quả, thì người phụ nữ liên tục đi vòng quanh. Sau đó, chị ta nhân lúc mọi người không để ý, đã cướp luôn 3 chiếc điện thoại iPhone tại cửa hàng, gồm 2 chiếc iPhone 6S và 1 chiếc iPhone 8. Tuy bị mất nhưng chủ cửa hàng vẫn không muốn đưa sự việc ra công an, chỉ đăng video bóc phốt kèm biển số xe lên mạng xã hội với hy vọng nữ quái kia sẽ nhận lỗi trả lại điện thoại. Như quý vị đang theo dõi trên màn hình, lúc này nhiều người bạn đang đứng để chuẩn bị chụp hoa cưới từ cô dâu, với ý nghĩa ai chụp được bó hoa sẽ là người kế tiếp kết hôn. Màn chụp hoa hào hứng diễn ra và những cô gái này cũng không hề quan tâm đến những gì diễn ra xung quanh. Cho đến khi bó hoa được tung ra, mọi người xúm nhau chụp và cô gái mặc váy trắng đã có pha lao ra chụp hoa cạnh chiếc xe tải chở hàng đang lưu thông đến. May mắn tài xế đã kịp né tránh, nếu không hậu quả thật khó lường. Theo hình ảnh ghi lại cho thấy, lên lỏi qua chiếc xe máy, con rắn đã bò thẳng vào phía trong nhà. Thời điểm này, nam thanh niên áo trắng vẫn chưa hề phát hiện, cho đến khi thấy đồng nghiệp của mình la lên và nhanh chóng đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi của mình. Con rắn ngay sau đó cũng bò trườn lên bàn rồi mất dạng. Chưa rõ vụ việc tiếp theo như thế nào, nhưng người dân nên chú ý cẩn thận hơn với những vị khách không mời mà đến này.